đồng ở đây các bạn nhìn này, họ đốt rơm, họ đốt các cái cây cỏ khô này. Đây, hôm nay là ngày chủ nhật nhé các bạn nhé. Ngày chủ nhật thì họ thường là thông thường thì ngày bình thường ít người ra đồng lắm, nhưng mà các ngày cuối tuần đấy thì họ được nghỉ công ty ạ, nên là họ thường ra đồng, họ làm trồng cây trồng cối ở ngoài đồng. Nay mình sẽ đi chậm chậm để mình quay cho các bạn xem nhá. Đấy, nhà cửa ruộng lúa này, ruộng lúa cũng sát sát ngay con nhà luôn. Cái kiểu đất của họ cũng khá là rộng ấy. Khu vực quê chỗ này đất khá rộng, thành phố thì mình không nói nhá. Khu vực đất quê khá là rộng nên là thông thường thì nhà cửa với cả vườn ruộng của họ thường là rất là gần nhau này, bao quanh nhau luôn này. Hoặc nhà nào mà chật lắm thì cũng phải có tầm 3 đến 4 mét vuông trồng hoa cây cảnh, gọi là tiểu cảnh ấy, bonsai ở trước nhà đây các bạn nhìn đấy. Nhà nào cũng thế luôn này. Đây, nhà này họ có một cái vườn cà chua này. Đấy, phong cách xây nhà đấy các bạn thấy không, ở trước cửa vườn của cái nhà đây, trước mặt mình đang quay này, đấy, họ cũng rất nhiều cái cây cảnh bonsai này. Phía dưới này là cái lòng sông nhé, giờ mùa này nó cạn khô hết này. Với lại mình vừa nội xuống cái dòng sông ấy. Đây, nhà cửa đang sát xung quanh núi này, được bao quanh bởi núi. Nói chung khí hậu ở chỗ này thì khá là mát mẻ. Đây, chiều này gió khá là mát này. Đấy, mình đi đậm chậm này các bạn thấy không? Nhà sát quanh núi. Nếu mà các bạn mà sang Nhật ấy thì đây bên kia núi là các công ty nhá, bên kia cứ làm các quả núi xen kẽ nhau, thông thường nó cứ tạo thành các cái thung lũng nhỏ nhỏ kiểu như này này, được bao quanh một các quả núi. Thì nên đi sang phía kia là phía các công ty này. Đấy thì các bạn giả sử như các bạn làm việc ở Nhật Bản thường là sẽ như vậy, sẽ đi qua, có thể là ở bên này là khu ở, còn khu bên kia là thung lũng, bên kia thì lại là công ty, ở thung lũng ở chỗ khác, ở gần gần kế bên thì lại là siêu thị hoặc bưu điện. Bây giờ là mùa tháng ngày 31 tháng 7, sắp sang tháng 8 rồi. Đây, lúa các bạn nhìn này, không biết lúa ở Việt Nam hiện giờ thế nào, cây cam thôi, vườn hai cây, một cây ra quả, một cây chưa, cây kia cây xẻ gai các bạn này. Đấy, cây trước màn hình này, chính giữa màn hình này đó. Thông thường bây giờ thì bình thường hay là chạy bộ hoặc là xe đạp quanh quanh. Ô, phía kia có một ngôi nhà này khá là đẹp, ngôi nhà nhìn khá gì đấy, như nhà gỗ thôi. Qua để xem nhá. Đây là ruộng đỗ này. Đúng ngôi nhà gỗ lắm các bạn. Để mình vào gần mình zoom lại nhá. Mình nhìn có vẻ giống đấy, để mình zoom lại xem nào. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Lạ không? Đây. Ngôi nhà này rất là hay, nhìn giống như nhà gỗ vậy, nhưng mà mình thấy có vẻ là mái bằng sắt, mái tôn. Bên này rừng tre này, ở Nhật rất nhiều tre, cái chỗ kiểu núi này rất nhiều cái cây tre, tre trúc kiểu này. Vào trong này khá là mát này, nhưng mà chắc là cũng... mình thử đi qua đây xem nhá. Họ có ghi gì đây, kiểu thành chứ là mình không đọc được.